Thời gian sau chia tay có thể là cơ hội để phát triển và thay đổi bản thân. Những người nổi tiếng thậm chí cũng thể hiện sự thay đổi này qua diện mạo. Thay đổi mái tóc thường là một phản ứng tốt và tích cực hơn so với những hành động tiêu cực. Nghiên cứu cho thấy những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống có thể dẫn đến việc thay đổi ngoại hình. Thay đổi diện mạo có thể là một cơ chế đối phó và tạo cảm giác tái khởi đầu. Chia tay là bước chuyển lớn trong cuộc đời và việc thay đổi kiểu tóc có thể phản ánh những cảm xúc và tâm trạng trong quá trình này. Đối với nhiều người, thử nghiệm một kiểu tóc mới là cách để bắt đầu một trang mới trong cuộc sống sau khi chia tay. Tiến sĩ Burkhardt cho biết thay đổi mái tóc sau chia tay thường xuất phát từ sự thoải mái và mong muốn khám phá. Có người cảm thấy tự do để thử một kiểu tóc mới sau khi chia tay, điều mà họ không dám làm trong mối quan hệ. Phong cách mới có thể giúp thu hút những mối quan hệ mới và cho phép họ tự do thể hiện bản thân. Người ta thường tìm kiếm khởi đầu mới và cảm giác được trao quyền bằng cách thay đổi ngoại hình, đặc biệt là mái tóc. Nhiều người nổi tiếng cũng đã thay đổi mái tóc đáng kể sau chia tay, thể hiện sự phấn khích và sẵn lòng thử nghiệm. Thay đổi có thể là cắt tóc ngắn hoặc thay đổi màu sắc tạo kiểu mới để tỏa sáng sau chia tay. Những thay đổi về mái tóc thúc đẩy tích cực và tạo cơ hội mới trong cuộc sống sau chia tay.